Video Shop xin chào bạn. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm karaoke đa phương tiện magazine. Sau đây mình xin phép mở chiếc hộp ra. Vâng, và mình vừa đập hộp sản phẩm magazine. Vâng, một thiết kế rất là lạ mắt. Cái này là cái đầu phát của nó. Cái này là đây là mirror và tích hợp trong đó là những cái nút để các bạn có thể chọn bài hát. Mình xin mở nguồn ra. Đây có tất cả các nút y như một cái remote. Và đây cũng có cái remote luôn. Và đây HDMI như cái đầu khác JAV nguồn. Vâng, và đây là giao diện của đầu magazine. Đây là hình nền và mình vừa kết nối âm thanh với hình ảnh của đầu magazine. Và cái đây là cái mirror có sẵn từ trong phụ kiện của nó. Mình alo thử nha. Cái này nó đồng bộ theo tiếng nhạc luôn ha. Các bạn mở volume tổng như thế nào thì cái tiếng mic các bạn nói ra nó đồng bộ với tiếng nhạc. Nó sẽ cân bằng cái tiếng giữa tiếng mirror và tiếng nhạc. Mình alo thử. Lên 1E. 1E. Khi bạn mở volume nhạc lớn lên thì cái mirror này tự động nó sẽ tăng âm lượng của giọng mình lên. Mirror nghe cũng rất là ok ha. Ở trên đây có tích hợp những cái nút. Có thể chọn bài hát trực tiếp trên cái mirror này. Trên cái giao diện này thì trên trực tiếp mirror này các bạn có thể điều khiển được cái âm lượng giai điệu, âm lượng nhạc, nhịp đò, đều nốt nhạc, tăng tông, giảm tông và tiếng vang echo. Tiếng vang echo để mình thử với bạn coi ha. Để các bạn có thể chọn trực tiếp bài hát trên cái mirror này. Đây ví dụ mình thử thao tác cho các bạn coi. Đây mình sẽ thử một bài và thử cái mirror cái âm cái tiếng coi nó có hay không ha. Ta đâu có say rồi. Ok. Lên 1E. Trên đây các bạn có thể giảm cái âm lượng giai điệu, âm lượng nhạc, nhịp độ và giảm cả tông nữa ha. Trên đây nó có ghi hết. Đây giai điệu, nốt nhạc, nhịp độ, tông. Tăng tông rất là chuẩn, không có bị méo tiếng như những cái đầu phát khác. Rất là chuẩn.